Kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em lên thăm xưởng thì đây là BC218 đã hoàn thiện xong hết rồi. Giờ là chuẩn tha về và sơn. Đây là con này là TH118XL này, Tupper Home này. 118XL. Bên cạnh đây nữa là SC118XL. Những phiên bản loa subwoofer siêu to khổng lồ. Đấy, dưới là SC, còn trên là TH. Và đây nữa, con này là phiên bản S12 xúc đơn 30 cho các bác chơi gia đình khủng bố. Ngoài đây nữa nhá. Ngoài đây nữa là SC118 và TH118XL. Quay qua cho các bác thôi, tầm này đêm tối rồi. Em cũng không to mõm được. Đây đợt này là tất cả các cái này là chân là bằng gỗ và được vát chéo này. Trông nó rất là lịch sự. Đây, các bác nào đặt đơn rồi thì chuẩn bị tinh thần nhận hàng nhá. Để em quay qua thôi. Ở đây em còn rất nhiều cái sản phẩm khác nữa nhưng sẽ giới thiệu trong clip lần sau. Đây là tấm sau của súp BC. Con này là BC S12. Súp đơn 12 inch. Hay gọi là súp đơn 30. Cái dòng này thì nó sẽ phù hợp với một số dòng bát nhỡ và nhỏ, các bác chơi gia đình. Đấy. Con này thì đánh tiếng khá là ok. Sau nữa thì em sẽ nghiên cứu thêm một số dòng súp điện. Súp điện nhưng mà công suất thật sự là phải lớn. Thế còn súp điện mà cái loại rẻ tiền thì không nào, làm loại chất lượng cơ. Đây nhá, BC218SH. Thiết kế theo form của B và C speaker. Thùng gỗ 1.8. Cái này thì thùng gỗ 1.5. Cái này là 1.8 này, 1.8 này. Cái dòng SC118XL và TH118XL dựa trên cái khuôn lưới của E218. Bởi vì một lần đặt lưới là hơi bị nhiều tiền nên em làm tiết kiệm như thế để tối ưu hóa cái khả năng những cái gì mình đang có. Chứ tầm này không vội vốn được đâu. Trên đây em quay qua cho các bác nhé. Với cái dòng Tupper Home này thì nó sẽ đánh có phần nhỉnh hơn với là SC118XL một tí. Đó là khả năng sử dụng hai khoang cộng hưởng của bát, mặt trước và mặt sau bát. Đấy. Con này thì nó sử dụng có một khoang thôi. Và những cái thùng này thì nó sẽ đi cùng với một số dòng củ loa bát. Và phải nói lại các bác là với một số củ loa bát với yêu cầu khối lượng cộng hưởng cái thùng là từ 220 đến 280 lít thì các bác sử dụng những cái mẫu này. Như hai cái dòng này là chuyên dùng cho các loại bát khó tính ấy. Tức là từ to côn lớn, côn 125, côn 152, côn 150, ví dụ thế. Các bác vào những cái thùng này thì nó mới ra được cái chất của cái bát ấy. Còn cái này từ 22 côn 100 hay là từ 22 côn 120 côn nó không cần thiết đến mức này. Đấy, không cần thiết nhá. Bởi vì những loại ý là khối lượng cộng hưởng của cái màng nó chỉ có từ 150 đến 180 lít thôi. Với những một số dòng củ loa bát đặc biệt nó yêu cầu khối lượng cộng hưởng như là 220, 250, 280 lít thì mới dùng cái thùng to này. Nhá. Những này thì bên em nghiên cứu rất là kỹ rồi nên là về các bác chỉ việc lắp vào dùng thôi. Đấy. Khối lượng cộng hưởng lớn thì phải đi cùng với cái thùng loa lớn. Còn khối lượng cộng hưởng nhỏ thì sẽ đi cùng với một số cái thùng vừa và nhỏ. Đấy. Như là cái thùng này thì nó sẽ là khoang cộng hưởng là 180 lít. Còn cái này khối lượng cộng hưởng nó từ 250 lít đến 400 lít. Đấy. Từ 250 lít đến 400 lít. Đấy nhá. Đấy các bác xem. Rất là khủng. Ok, video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau.